Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spa Room. Hôm nay sẽ là bài viết lịch sử về chiếc nắp bia và giải mã con số 21 cái răng cưa. Chào toàn thể anh em của Nhện Tri Thức. Với những công dụng tuyệt vời cho cả sức khỏe và tâm trạng thì bia có thể nói là một loại đồ uống không thể thiếu được của cánh đàn ông con trai. Trong mỗi buổi tối đi nhậu thì chúng ta thường có một trò rất vui, đấy là mở nắp bia. Trò quen thuộc nhất là dùng hai chai bia để mở. Có người thì dùng đũa, dùng răng, thậm chí là cả điện thoại để mở nắp bia. Thế nhưng mà anh em có biết được rằng để có được cái nắp bia đó, nhân loại đã phải trải qua cả một quá trình dài với hàng trăm thí nghiệm. Là một phát minh rất quan trọng, chiếc nắp bia thần thánh của chúng ta mang trong mình cả những định luật vật lý cơ học rất chi là hoành tráng nữa. Để mình bật mí thêm cho anh em một bí mật nữa nhé. Nếu anh em nào đang vừa nhậu vừa xem video này thì hãy vơ ngay cái chai của mình và đếm số răng cưa trên nắp chai xem có đủ 21 cái răng cưa không nhá. Sự ra đời của nắp chai vương miện, nắp chai có răng cưa. Quay ngược lại lịch sử một chút để tìm hiểu những nắp chai bia hình răng cưa có xuất xứ từ đâu. Vào những năm 1880, trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều những loại nước giải khát có ga và chúng rất được ưa chuộng. Ban đầu thì nắp chai, hoặc cũng có thể được gọi là nút chai, thì được sử dụng chủ yếu bằng các chất liệu như là gỗ bần, mút hay là sứ. Việc này dẫn đến khí ga trong các đồ uống này bị thất thoát, hao hụt và ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng của sản phẩm. Quyết tâm giải quyết vấn đề này, một nhà sáng chế người Mỹ đã phát minh ra một loại nắp chai để xử lý triệt để vấn đề này. Đầu tiên, ông quyết định sử dụng chất liệu kim loại thay cho mút gỗ. Điều đó sẽ giúp cho khí ga ở trong loại đồ uống này sẽ không bị thất thoát ra ngoài. Thứ hai, một miếng lót phía bên trong sẽ khiến cho chất lỏng không tiếp xúc với miếng kim loại và phần nắp sẽ không bị ăn mòn. Tại vì sao nắp chai lại có 21 cái răng cưa? Trên thực tế, những nắp bia đầu tiên do William Painter sáng chế ra có 24 răng cưa. Trong những năm 1930, con người đều sử dụng loại nắp chai này, nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng vì có quá nhiều răng cưa nên nắp chai quá chặt và rất khó mở. Sau nhiều thí nghiệm lặp đi lặp lại, số lượng răng cưa cuối cùng được điều chỉnh thành 21 như ngày hôm nay. Giải thích cho con số này có 3 lý do chính được đưa ra. Đầu tiên, 21 là bội số của 3. Trong nguyên tắc cơ bản vật lý, 3 điểm chống đỡ một vật nào đó sẽ ổn định hơn so với 2 hoặc là 4 điểm. Nhưng áp dụng nguyên tắc 3 điểm để cố định miệng chai tròn lại có độ khó rất cao. Vì thế nắp chai bia cần có số răng phải là bội số của 3. Thứ hai, nắp chai phải đáp ứng 2 yêu cầu cơ bản. Một là phải được niêm phong thật kỹ, hai là cố định thật chắc. Nắp chai có 21 cái răng cưa thỏa mãn được cả 2 yêu cầu này. Cuối cùng, vì bia chứa một lượng ga nhất định, khi mở không đúng cách có thể dẫn đến áp suất không đồng đều bên trong chai, khiến người sử dụng bị tổn thương. Nắp chai 21 răng cưa có thể đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi mở nắp. Hơn nữa, thiết kế gợn sóng của nắp không chỉ làm tăng ma sát mà còn tạo điều kiện cho việc mở nắp chai thuận tiện hơn. Như vậy, có thể thấy, hiệu suất tốt nhất về độ kín, độ cứng và độ dễ mở, nắp chai 21 răng cưa đã được hoàn thiện và trở thành tiêu chuẩn quốc tế cho tới ngày hôm nay. Với tên gọi Crown Cork, hay còn gọi là nắp chai vương miện, kể từ ngày 2 tháng 2 năm 1892, ngành công nghiệp đóng chai cũng mãi mãi thay đổi nhờ sự xuất hiện của chiếc nắp có phần viền lượn sóng và một miếng lót ở phía bên trong nhằm ngăn chất lỏng tiếp xúc với miếng kim loại. Sau khi làm việc với các nhà sản xuất chai lọ để hoàn thiện sản phẩm, năm 1892, Painter xin cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình. Đến năm 1893, ông thành lập hãng Crown Cork & Seal Company, hiện có tên là Crown Holding Inc., là một công ty chuyên sản xuất các loại nút chai và vật dụng trong ngành giải khát thuộc top đầu của thế giới vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và có trụ sở chính nằm ở Philadelphia, Mỹ. Khi công nghệ ngày càng tiến bộ, với phần chất liệu được thay từ kim loại thành nhựa PVC, tại Việt Nam hay nhiều quốc gia khác, không chỉ có bia mà những loại nước giải khát, nước ngọt có ga đựng trong chai thủy tinh phổ biến khác đều sử dụng loại nắp này. Phát minh về chiếc nắp giật. Năm 1930, một phát minh chấn động khác đã ra đời, tạo nên một phong cách độc nhất vô nhị, khẳng định đẳng cấp trong ngành đồ uống, đó chính là sự xuất hiện của chiếc nắp giật.
Hãy cùng tưởng tượng bạn và gia đình cùng đi picnic với những chai đồ uống có ga mát lạnh. Chuyến đi thực sự hoàn hảo cho tới khi bạn phát hiện ra là mình quên cái mở bia ở nhà. Vào thời điểm ấy, bạn chỉ còn cách tạm biệt chai nước uống ngon lành. Chính vì thế, tập đoàn công nghiệp Wincanner, Phần Lan đang nghĩ ra một sáng kiến thiên tài. Nếu sản xuất nắp bia tự mở thì sao nhở? Những kẻ hay quên sẽ không bao giờ cần đồ khui nữa. Và như thế, chiếc nắp giật thần thạch ra đời. Những buổi đầu sơ khai, nắp giật chỉ phổ biến ở châu Âu. Nhưng sự tiện dụng tuyệt vời của chiếc nắp giật đi kèm sự phát triển toàn cầu đã đưa phát minh này phổ biến khắp trên thế giới. Đến năm 1980, phiên bản nắp giật hiện đại mới được hoàn thiện và duy trì đến ngày nay. Nếu bạn mua một chai bia giật nắp, bạn có thể tin tưởng vào độ chuẩn ao của nó hơn những chai bia thông thường. Bởi đơn giản, nắp giật khó làm giả, sản xuất nắp giật đòi hỏi công nghệ đóng chai hiện đại và chuẩn từng chi tiết. Giờ thì có lẽ anh em lại có thêm một câu chuyện nữa làm chủ đề để chém gió cho các buổi nhậu rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo của Nhận Tri Thức. Mình là Pink Dot. See ya!